Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ là một trong 4 phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang áp dụng biện pháp phong tỏa và thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Công an phường cùng các hội đoàn thể địa phương đã và đang khẩn trương có nhiều biện pháp tích cực để truy vết, khoanh vùng dập dịch đối với những khu vực phong tỏa cứng và phong tỏa mềm nhằm mang lại hiệu quả, sớm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng. Một buổi lấy mẫu xét nghiệm tại tổ 50 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đây là lần xét nghiệm thứ 3 kể từ khi xuất hiện ca F0. Người dân trong khu vực phong tỏa cứng được ưu tiên lấy mẫu. Bằng sự chủ động tích cực, lực lượng công an phường đã phối hợp với y tế phường và các tổ COVID cộng đồng hướng dẫn tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Ở trong chốt thì bà con cũng rất là yên tâm và thực hiện các cái phòng dịch, đó là các cái lực lượng anh em dân quân, công an, dân phòng, các mạnh thường quân, các ban ngành cùng hỗ trợ, bà con cũng rất vui mừng. Hiện tại phường Hòa An có 13 điểm, 28 chốt cách ly, trong đó cách ly cứng là 6 điểm, 15 chốt ở tại các khu vực xuất hiện ca F0. Công an phường cùng lực lượng chức năng đã tổ chức phân công nhiệm vụ, đảm bảo 24/24 giờ đều có sự kiểm tra giám sát cách ly đúng quy định. Các lực lượng công an phường, lực lượng dân phố cũng như là lực lượng đoàn thanh niên tổ chức tiến hành chốt, 6 chốt tại các tuyến đường và đảm bảo trực 24/24, không cho các người dân tại khu vực cách ly ra bên ngoài khu vực cách ly cũng như là người dân bên ngoài vào khu vực cách ly. Công an quận Cẩm Lệ cũng cắt cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm soát người và phương tiện tại 12 chốt, nơi cửa ngõ ra vào địa bàn phường. Sự phức tạp của những đường ngang, lối tắt và một lượng lớn phương tiện ra vào bến xe trung tâm khiến yêu cầu phòng dịch được đặt lên hàng đầu. Đối với những tài xế đường dài thì mình phải yêu cầu và có giấy xét nghiệm âm tính và có những cái giấy tờ chứng minh là mình nằm trên địa bàn của phường Hòa An thì mình mới cho vào. Còn lại các trường hợp thiết yếu hoặc là người dân có chứng minh là người ở đây thì mình mới cho vào. Còn lại các trường hợp khác thì mình sẽ yêu cầu quay đầu lại. Rất nhiều các biện pháp đang được cả hệ thống chính trị trên địa bàn phường Hòa An triển khai đồng bộ nhằm truy vết, khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng. Dẫu có phần bất tiện trong sinh hoạt, nhưng người dân nơi đây đang đồng lòng với chính quyền để chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.